quý vị và các bạn, sáng nay, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Qua Sen 2017 đã bước vào chặng thi đấu thứ 3, xuất phát từ Thanh Hóa và đích đến là quảng trường Cửa Lò, Nghệ An với lộ trình dài 144 km. Chặng đua khá dài và thi đấu dưới gió mạnh ở vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, nhưng các tay đua vẫn đi với tốc độ cao gần 50 km/h. Các ekip mạnh như VOS Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Hàn Quốc và Philippines không giấu ý đồ tấn công nhằm tranh chấp chiếc áo vàng. Chặng ba này có 3 giải thưởng dọc đường và Quỳnh Thanh Tùng quân khu 7 giành chiến thắng sprint 1 ở huyện Tĩnh Gia. 2 sprint còn lại tại nhà máy Đông Hồi và huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thì thắng lợi đều thuộc về tay đua người Hàn Quốc Kim Honkin của đội Cochrane Cycle Team. Tuy nhiên, tay đua Ronan Orasa của Philippines mới là người thi đấu ấn tượng nhất khi anh vượt lên bỏ xa nhóm 2 để về đích đầu tiên tại thành phố Vinh giành chiến thắng chặng 3. Lê Văn Dũng VOS Thành phố Hồ Chí Minh về nhì, Kim Honkin Hàn Quốc hạng 3. Còn Trần Nguyễn Minh Trí vượt Romesco Đồng Tháp về hạng 4. Ngày mai 5 tháng 9, giải sẽ tiếp tục chặng 4 với lộ trình là 20 vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh Nghệ An có lộ trình 54 km.